Đây, giữ kem chuối mình làm xong rồi nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình đi vô mình bỏ vô tủ lạnh nha. Đó, mình cái này mình để đông quá. Nếu mà ít đó, thì khoảng 2-3 tiếng thì nó sẽ đông. Nhưng mà nhiều như vậy chắc phải qua ngày hôm sau mới ăn được nha. Không mới đông nổi. Mới đông lại được không ăn được. Chuối là chính nha. Ở đây có một mít, mình bỏ thêm mít vào đó. Đó,
dừa vào. Nhiều như vậy chắc phải qua ngày hôm sau mới ăn được.